Tối ngày 19 tháng 11 năm 2021, tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chủ trì buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các ban ngành đoàn thể, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, đại biểu đã dành phút mặc niệm, thắp hương tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Cùng với cả nước, đại dịch COVID-19 đã gây nhiều tổn thương nặng nề cho người dân Vĩnh Long. Tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 18 tháng 11 năm 2021, Vĩnh Long ghi nhận 5.993 ca mắc COVID-19 và 57 trường hợp tử vong. Trong tiếng kinh thánh văn học, giáo dân của đạo Công giáo.